Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của bài học, đó là phần luyện tập. Nhìn vào những bức tranh và những từ mà thầy đã cho trên bảng, các con có thể là lấy bài trên mạng xuống để chúng ta nghiên cứu. Trước tiên các con hãy quan sát trên bảng và đọc cho thầy những từ: Marcus, Dictionary, Pencil Case, Notebook, Textbook, Backpack, Library, Classroom, Blackboard, School Lunch. Rồi. Các con hãy quan sát những bức tranh và cho thầy biết bức tranh nào đi với từ nào. Okay? Now, match the pictures and the words. Đầu tiên, now, look at this. What is this? It's a library. Very good. Library. Look at this. What is it? It's a classroom. Very good. It's a classroom. Look at this. What is it? A blackboard. A blackboard. Đây phải không? Thầy sẽ nối nó hơi vòng vèo tí này. A blackboard. Good. This one's. Chúng ta thấy có ba đồ vật, nên từ số nhiều chúng ta chưa học. Thế nhưng mà đây thầy gợi ý luôn, nó là cái bút đánh dấu. Chúng ta còn nhớ gì không? Markers. Markers tại bên này cơ. Ok. Markers. Alright. What is it? It's a backpack. It's a backpack. It's a backpack. And this one, is a dictionary. 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 What is it? It's a notebook. Notebook. Okay. Notebook. Chúng ta còn gì nhỉ? All right, this one, very, very nice, very beautiful. What is it? It's a pencil case. It's a pencil case. Từ đó đâu nhỉ? It's a pencil case. All right. This one, what is it? Chúng ta thấy rất nhiều đồ ăn, đúng không? Nghĩ ngay từ cái gì nào? Từ nào? Oh, lunch. School lunch. Bữa trưa ăn ở trường. Alright. Thầy nói này. School lunch. Right. This one. ELF. English. What is it? What is it? It's a textbook. Textbook. Got it. Textbook. Và chúng ta hãy xem mình đã hoàn thành bài của mình chưa nhỉ? Right. Các con hãy so sánh với bài chúng ta làm xem có đúng không. Nào, bây giờ hãy nhìn vào tranh và nêu tên luôn cho thầy. Notebook, school lunch, dictionary, classroom, textbook, back pack, markers, blackboard, pencil case, right, library. Rồi, các con rất là giỏi. Như vậy là qua những bức tranh và từ, chúng ta sẽ củng cố rất sâu sắc vốn từ vựng của mình. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 2.